Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Bảo vệ pháp luật của truyền hình Kiểm sát Nhân dân. Thưa quý vị, tình trạng tranh chấp đất đai hiện nay ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và làm tan vỡ nền tảng đạo đức của nhiều gia đình. Điển hình trong số đó là vụ án xảy ra tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một vụ án phức tạp bởi vụ kiện này xảy ra giữa các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, phần đất tranh chấp cũng đã bị kê biên và bán đấu giá. Đến nay, sau hai phiên tòa xét xử thì vụ kiện vẫn chưa có hồi kết, mặc dù Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ đã kháng nghị phúc thẩm thành công. Vụ việc xảy ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngay sau đây. Gần 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Long, thôn Can Vũ, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không còn được sở hữu phần đất mà bố mẹ bà để lại. Một phần thửa đất này đã bị cơ quan thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh kê biên và bán đấu giá từ năm 2013. Nhưng giờ đây, bà lại đang có hy vọng vào luật pháp, hy vọng vào bản kháng nghị phúc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ được Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận. Trước năm 2010, thửa đất này có diện tích 624m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2001 mang tên bố mẹ bà là cụ Nguyễn Đức Thính và cụ Nguyễn Thị Cứ. Do cụ Thính mất năm 1986 nên trong sổ hộ khẩu thời điểm đó gồm cụ Nguyễn Thị Cứ và các con. Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Anh Nguyễn Ngọc Hưng, con rể ông Thịnh, đã làm thủ tục đề nghị chính quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng điều đáng nói là chủ nhân thửa đất này đã được anh Hưng làm thủ tục chuyển sang tên bố mẹ vợ anh là ông Thịnh, bà Đào. Ngày 14 tháng 6 năm 2012, anh Hưng nhờ ông Thịnh, bà Đào vay 400 triệu đồng của anh Nguyễn Mạnh Thắng và tài sản đảm bảo cho khoản vay này là sổ đỏ mang tên hai ông bà. Đến thời hạn trả nợ, anh Hưng không trả nên anh Thắng đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ. Ngày 7 tháng 3 năm 2013, Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ đã công nhận thỏa thuận của các đương sự, chấp nhận cho gia đình bà Đào trả tiền 4 lần, mỗi lần 100 triệu đồng. Ngày 31 tháng 12 năm 2014 là lần trả cuối. Mặc dù đã thỏa thuận trả nợ, thế nhưng gia đình bà Đào vẫn không trả. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ đã thông báo kê biên 300m2 đất là một phần thửa đất số 238 mà ông Thịnh và bà Đào đã lấy để làm đảm bảo khi vay tiền. Trước hết là chấp hành viên thì đã tiến hành xác minh trên cơ sở cung cấp của ông Thắng là ông Thắng đã cung cấp cái sổ đỏ mà ông Thịnh và bà Đào đã thế chấp cho ông Thắng cái thời gian mà vay tiền. Và cũng thông báo thêm cho ông Thịnh và bà Đào ngoài cái tài sản mà ông Thắng cung cấp là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, còn tài sản nào khác để thi hành án trước khi mà chấp hành viên kê biên thì ông Thịnh và Đào đều không cung cấp một cái tài sản nào khác. Vì vậy là chấp hành viên phải tiến hành kê biên cái phần một phần đất của cái giấy chứng nhận mà ông Thắng là người được thi hành án đang giữ của ông Thịnh và Đào để thi hành án. Từ khi cơ quan thi hành án dân sự huyện Quế Võ kê biên và bán đấu giá một phần thửa đất thì gia đình bà Long, con đẻ cụ Cứ, mới vỡ lẽ. Không hiểu bằng cách nào mà thửa đất bố mẹ bà Long để lại giờ đây lại mang tên riêng cá nhân ông Thịnh, bà Đào. Bất bình trước sự việc thửa đất của bố mẹ để lại bị sang tên không đúng quy định và bị mang đi cầm cố để vay tiền. Ngày 18 tháng 5 năm 2015, bà Nguyễn Thị Long viết đơn khởi kiện bà Đào ra Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ, yêu cầu bà Đào phải trả 1/8 diện tích thửa đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Đức Thịnh, bà Nguyễn Thị Đào, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người đã mua lại 300m2 đất mà cơ quan thi hành án huyện Quế Võ bán đấu giá, bởi bà cho rằng đây là phần đất của bố mẹ bà để lại. Và 8 người trong sổ hộ khẩu thời điểm năm 2001 đều được hưởng. Ngày 2 tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ tiến hành thụ lý vụ án. Nhưng gần 3 năm sau, vụ án mới được đưa ra xét xử. Kiểm sát viên Nguyễn Thị Quỳnh Hương được phân công kiểm sát hồ sơ vụ án. Qua nghiên cứu nhận thấy đây là một vụ án phức tạp. Thời gian từ khi thụ lý đến khi xét xử kéo dài, phần đất tranh chấp đã được bán đấu giá. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ đã có những vi phạm trong thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện. Vụ án này đã vi phạm về thủ tục tố tụng, tức là thụ lý đơn. Tức là thẩm phán đã thụ lý, tòa án huyện Quế Võ đã thụ lý chậm 17 tháng.
theo quy định của pháp luật. Thì trước đó thì tôi đã làm một cái kiến nghị trực tiếp yêu cầu tòa án là chấm dứt toàn bộ những cái vi phạm này. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án thì hồ sơ vụ án thì chưa xác định rõ nguồn gốc thửa đất. Đây là một cái căn cứ quan trọng để giải quyết vụ án. Trước những sai phạm của tòa án, kiểm sát viên Võ Thị Quỳnh Hương đã báo cáo lãnh đạo viện để ban hành kiến nghị đề nghị tòa án nhân dân huyện Quế Võ khắc phục, xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án. Mặc dù viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã có kiến nghị về sai phạm cũng như đề nghị tòa án xác minh, thu thập lời khai của hàng xóm, các cụ cao niên trong làng nhằm xác minh nguồn gốc đất của cụ Nguyễn Đức Thính và Nguyễn Thị Cứ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Nhưng ngày 16 tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ vẫn đưa vụ án ra xét xử dù những yêu cầu của Viện Kiểm sát chưa được thực hiện. Tòa án vẫn chưa tiến hành thu thập xác minh chứng cứ theo như yêu cầu của Viện Kiểm sát. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ đã báo cáo phòng 9 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xin ý kiến chỉ đạo. Được sự chỉ đạo của phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thì lãnh đạo Viện sát Quế Võ đã chỉ đạo kiểm sát viên nếu như tòa án tiếp tục đưa vụ án ra xét xử thì kiểm sát viên sẽ đề nghị là hội đồng xét xử tạm ngưng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ làm căn cứ để giải quyết vụ án theo quy định tại điều 259 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Trong vụ án này, không chỉ bà Long khởi kiện bà Đào mà chị Nguyễn Thị Phượng, con gái bà Đào cũng có yêu cầu khởi kiện độc lập, yêu cầu bà Đào phải trả 1/8 diện tích thửa đất số 238, tờ bản đồ số 22 cho mình. Tại phiên tòa, do tòa án chưa thực hiện việc thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh nguồn gốc thửa đất, nên kiểm sát viên đề nghị tạm dừng phiên tòa. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng nguồn gốc thửa đất là do bố mẹ ông Thịnh để lại. Khi các cụ qua đời không có di chúc, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dù không tranh chấp nhưng cũng không có văn bản tặng hay ủy quyền sử dụng đất cho ông Thịnh, bà Đào nên đây là vụ kiện chia thừa kế chứ không phải là tranh chấp quyền sử dụng đất. Vì vậy đã đưa ra quyết định xác nhận di sản thừa kế của cụ Nguyễn Đức Thính và cụ Nguyễn Thị Cứ để lại, đồng thời bác yêu cầu khởi kiện của bà Long. Bản án mà Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ tuyên đã không nhận được sự đồng thuận của Viện Kiểm sát cũng như các đương sự. Toàn bộ cái nội dung của bản án sơ thẩm thì gia đình, các thành viên trong hộ gia đình tôi cũng như hàng thừa kế thứ nhất của ông Thính và bà Cứ đều không đồng tình với cái nội dung bản án sơ thẩm đấy về cái chuyển quan hệ từ chia tài sản chung sang chia tài sản thừa kế là hoàn toàn không đồng ý. Tôi đã báo cáo lãnh đạo viện đối với những vi phạm của tòa án, thứ nhất là vi phạm về thay đổi quan hệ tranh chấp từ tranh chấp quyền sử dụng đất sang tranh chấp chia thừa kế, trong khi các bên đương sự vắng mặt, nguyên đơn vắng mặt, như vậy là vượt quá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cũng như vi phạm về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đương sự. Thứ hai nữa là vụ án có vi phạm về án phí. Chính vì vậy là sau khi tôi báo cáo với lãnh đạo viện thì lãnh đạo viện đã chỉ đạo là tiếp tục thu thập xác minh thu thập chứng cứ bằng cách lấy lời khai của các bên đương sự về cái việc thay đổi quan hệ tranh chấp. Trước những sai phạm của bản án, kiểm sát viên đã báo cáo lãnh đạo viện đồng thời thu thập thêm tài liệu chứng cứ mà trước đó tòa án đã không thu thập theo yêu cầu của Viện Kiểm sát để xây dựng dự thảo kháng nghị bản án. Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ. Chúng tôi nhất trí với quan điểm của Viện sát huyện Quế Võ tiến hành kháng nghị phúc thẩm đối với vụ án với 5 nội dung vi phạm. Trong đó là có 4 nội dung vi phạm nghiêm trọng về tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự. Cụ thể là vi phạm điều 86 Bộ luật Tố tụng dân sự về phạm vi ủy quyền, vi phạm điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự về việc thay đổi quan hệ tranh chấp tại phiên tòa vượt quá yêu cầu khởi kiện, vi phạm điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự về việc không xem xét giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vi phạm điều 70, 73 Bộ luật Tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án là vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền lợi hợp pháp của họ, và cuối cùng là vi phạm về việc tính án phí và việc tuyên về nghĩa vụ thi hành án.
Là một kiểm sát viên được giao kiểm sát nhiều vụ án dân sự phức tạp, đã chứng kiến nhiều vụ kiện tranh chấp tài sản từ những người thân trong gia đình với nhau khi bố mẹ không còn, nên khi được lãnh đạo viện giao kiểm sát kháng nghị phúc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ, kiểm sát viên Nguyễn Thị Thu Trang đã kiểm sát chặt chẽ từng tình tiết trong hồ sơ vụ án để đưa ra quyết định chính xác, đúng các quy định của pháp luật. Phần diện tích đất tranh chấp giữa các đương sự thì đã được cơ quan thi hành án bán cho người chúng đấu giá, sau đó người chúng đấu giá lại bán cho cái người khác. Do vậy là vụ án nó liên quan đến cả cơ quan nhà nước là cơ quan thi hành án cũng như là những người mua bán tài sản đấu giá. Thứ ba là đối với cái diện tích đất tranh chấp này thì cả cái thửa đất tranh chấp này thì đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2001 mang tên hộ gia đình. Tuy nhiên là đến năm 2010 thì đã được thay đổi và mang tên hai vợ chồng, gia đình bà ông Thịnh và bà Đào. Do vậy mà hiện nay là qua chính quyền xã cũng như là Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ thì không còn tài liệu chứng cứ nào thể hiện về nguồn gốc của thửa đất. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa phúc thẩm. Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã kịp thời xử lý, bổ sung tình huống phát sinh, phát biểu đưa ra đầy đủ căn cứ bảo vệ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ. Hội đồng xét xử cũng nhận thấy bản án của Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ đã vi phạm nghiêm trọng cả về nội dung và hình thức, nên đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ, tuyên xử hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ về Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ xét xử lại theo thủ tục chung. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ kháng nghị sau khi Tòa án tỉnh Bắc Ninh xem xét, nghiên cứu và tiến hành đưa vụ án ra xét xử. Thì trong quá trình xét xử thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thì đã đưa ra các quan điểm lập luận về việc đánh giá chứng cứ cũng như là phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, thì đã bảo vệ những cái nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ. Sau khi hội đồng xét xử xem xét đánh giá thì đã thảo luận và thông qua tại phòng nghị án và đã chấp nhận những cái nội dung, 5 cái nội dung kháng nghị mà Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ đã kháng nghị. Đây chỉ là một vụ việc điển hình mà Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã bảo vệ thành công kháng nghị phúc thẩm trong thời gian vừa qua. Với nhiệm vụ là một đơn vị kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Võ đã thể hiện rõ vai trò của mình trong công tác chuyên môn, đảm bảo việc xét xử theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Thưa quý vị, chương trình truyền hình Kiểm sát Nhân dân kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.